Thưa quý vị, dù ai buôn xa bán xa, 20 tháng chạp dỗ cha thì về. Câu ca dân gian để nói đến ngày dỗ quốc công tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Hơn 700 năm qua, ông luôn được các thế hệ người Việt tôn thờ. Tưởng nhớ vị tướng tài ba của dân tộc, nhiều địa phương trên cả nước còn xây dựng đền thờ ông. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo được xây dựng từ năm 1955, tọa lạc tại số 68 đường Hạ Long, thành phố Vũng Tàu. Hàng năm vào ngày 19 đến 21 tháng 8 âm lịch, lễ dỗ được tổ chức rất long trọng theo nghi thức thờ thần truyền thống. Ghi nhận ngày đầu tiên diễn ra lễ dỗ lần thứ 724 của Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Sinh năm 1226, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là vị tướng kiệt xuất của dân tộc Việt Nam và được tôn vinh là một trong 10 danh tướng tài ba của thế giới. Ở ông thể hiện các đức tính nhân nghĩa, trí, dũng tính. Dưới sự lãnh đạo tài tình của ông, quân dân Đại Việt đã đánh thắng 3 lần quân Nguyên Mông, giữ nguyên bờ cõi đất nước. Ông qua đời ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý, tức năm 1300, và được nhân dân suy tôn là Đức Thánh Trần. Hàng năm, từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 âm lịch, lễ dỗ Đức Thánh Trần được thành phố Vũng Tàu tổ chức với những nghi thức cúng tế truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Năm nay, trong bối cảnh nhiều tỉnh thành phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, lễ dỗ tổ chức đơn giản nhưng vẫn đầy đủ các nghi lễ vốn có. Trong ngày đầu tiên diễn ra, lễ dỗ thu hút hơn 1.000 du khách và người dân địa phương đến dâng lễ vật. Mình đến đây là thứ nhất là tưởng nhớ và cái công ơn của Đức Thánh Trần, và hai nữa là cũng mong ước là các cái thế hệ sau này vẫn luôn luôn được là theo được cái ghi nhớ được cái công ơn và đã làm theo được cái những cái công đức của Đức Thánh Trần để cho tạo cho cái nhân dân của đất nước mình sẽ ngày một phồn thịnh hơn, giữ yên bờ cõi. Cầu cho gia đình được mạnh khỏe và hướng về để cho đồng bào lũ lụt vừa rồi được mọi sự được tất cả mọi người được bình an và qua được những cái hoạn nạn. Duy trì tổ chức hàng năm, lễ dỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp được lưu giữ qua bao đời tại Bà Rịa Vũng Tàu. Đây cũng là dịp để giáo dục các thế hệ nối tiếp nhau dày lòng yêu nước, tự hào dân tộc.